Sáng ngày 23 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Cù Huy Cận đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022. Tới dự có đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Quang Điền, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, hội khuyến học huyện, hội cha mẹ học sinh, huyện đoàn và đoàn thanh niên các xã, Năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông của Huy Cẩn triển khai nhiệm vụ năm học trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tập thể sư phạm nhà trường cùng các em học sinh đã nỗ lực cố gắng thích ứng nhanh và linh hoạt trong hoạt động dạy và học, nên nhà trường hoàn thành tốt chương trình dạy học và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai tuyên truyền và phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết cho 100% học sinh không vi phạm pháp luật, tổ chức đa dạng các hoạt động sinh hoạt tri đoàn, ngoại khóa, đồng thời tổ chức chuyến hành trình về địa chỉ đỏ nhằm khơi dậy và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh. Song song việc dạy học trực tiếp trên lớp, dạy học online, nhà trường đẩy mạnh tổ chức các sân chơi, các cuộc thi bổ ích, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Kết quả học tập và rèn luyện cuối năm có 101 em học sinh xếp loại học lực giỏi, chiếm tỷ lệ gần 20%, loại khá 323 em, chiếm tỷ lệ gần 62% về xếp loại hành kiểm khá tốt chiếm trên 96%. Có hai tập thể tổ chuyên môn và 15 cán bộ giáo viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có một sáng kiến được xếp bậc 4 trên 4 cấp ngành. Có 5 giáo viên được đề nghị tặng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Về kết quả tham gia các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện, có 40 lượt em học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh. Có 584 bài thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp đính nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng do huyện phát động. Cùng với tặng hoa chúc mừng, phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Phan Hùng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng cũng như thành tích đạt được trong năm học 2021-2022 của trường Trung học phổ thông Cù Huy Cận. Đồng chí nhấn mạnh rằng công tác dạy học của nhà trường ngày càng có những đổi mới rõ nét trong các phong trào thi đua, đặc biệt là tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu về đình nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng. Đồng chí cũng mong muốn cấp ủy chính quyền các địa phương, các đơn vị tài trợ tiếp tục không nối chia sẻ xã hội hóa, đồng hành cùng nhà trường và các em học sinh khó khăn, giúp các em vượt khó đi lên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng gửi lời chúc các em học sinh lớp 12 sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, mong chính quyền các địa phương sẽ tổ chức các diễn đàn, các sân chơi bổ ích thu hút đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia trong kỳ nghỉ hè tránh đi những tai tệ nạn trong xã hội. Tại lễ tổng kết công ty Letco Hà Tĩnh trao học bổng cho học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh. Trường Trung học Phổ thông của Huy Cận đã trao thưởng và giấy khen cho các em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp trường, trao giải thưởng cho các bài dự thi xuất sắc, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đình nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng, trao thưởng cho các chi đoàn xuất sắc trong năm học, cho các tổ chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học trao thưởng giải bóng đá nam, trao phần thưởng cho giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 4 trên 4 và giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh đạt giải. Đoàn trường cũng đã bàn giao đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương cho các đoàn thanh niên các xã.